Các bác có thấy sữa sữa có biểu hiện gì không? Đây, mẹ cháu bảo 1 tuần nữa mới xác nhận được là sữa sữa thực sự là đã mang trong mình giọt máu của anh Cuvani chưa? Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì chưa đến 1 tuần đâu, mẹ cháu xác nhận luôn nha. Mẹ cháu xác nhận là sữa sữa này mang bầu rồi. Đây các bác thì cái chí không? Cái chí của sữa sữa không? Hai cái này thì không, hai cái này không nổi lắm, hai cái này thì nổi rõ, hai cái này nổi rõ, hai cái này không nổi mấy, chắc cả có 10 cái thì có 6 cái nổi. Ừ. Thế nếu mà xem theo kiểu bói của cái bác gì ở trên mạng ấy nhỉ, sữa nhỉ, cái bói của bác gì ở trên mạng, trên Facebook, bác bảo là có bao nhiêu cái chi nó ửng hồng lên thì có bấy nhiêu đứa bé. Thế thì vị chi như vậy là sữa sữa có 6 đứa bé, không biết có đúng không bác ơi? Mẹ cháu không biết đâu, mẹ cháu đùa đấy ạ. Mẹ cháu nghe bác ấy nói thế, mẹ cháu thử xem sao, không chuẩn xác đâu à, không chuẩn xác là sữa sữa có mang bầu 6 bé đâu à. Sữa sữa có ba hơn 3 cân rồi, mẹ cháu cũng mong là sữa sữa mang vừa vừa thôi, không cần nhiều quá, nhiều quá sợ là con vất vả nhỉ, nuôi con vất vả. Anh Cuvani giỏi ghê đấy, mùng 8 tháng 3 bắt đầu bắt về, tối mùng 8 tháng 3 thì đến mùng 9 tháng 3 thì spa cách ly nhau, xong mấy hôm sau thì hai đứa này nó mới gặp nhau, tầm khoảng 15 thì hai đứa này nó mới gặp nhau này, chính thức nó mới gặp nhau này, nó mới yêu nhau này đấy. Thế mà đến bây giờ đấy bác ơi, hôm nay là 18 tháng 4, là hơn 1 tháng rồi thì sữa sữa đã có biểu hiện rõ rệt rồi đây các bác ạ. Vani ơi, các bác thấy Vani giỏi không? Lúc đầu mẹ cháu cứ tưởng là thằng bé này biết cái gì đâu, nghịch ngợm tưng tưng ấy. Thế xong rồi còn bảo là thôi, còn gọi điện cho mẹ Hằng bảo là chị Hằng ơi, có khi là chị tìm cho em một cái con nào đấy màu trắng phau để em cho con sữa phối giống với cả con đấy. Chứ thằng Vani này nó bé lắm, nó vẫn chỉ mải chơi lắm ạ. Nó chỉ chơi thôi, chưa biết gì cả. Thế mà anh Vani hiệu quả ghê nhỉ, sữa sữa đã mang bầu rồi. Giỏi, anh Vani giờ mới là giỏi nhất. Đấy, hôm trước mẹ trêu là Vani mà làm cho sữa có bầu thì mẹ thưởng nhỉ. Hôm nọ mẹ thưởng cho hai đứa đi ăn gà làm gì nhỉ, mẹ thưởng cho gia đình nhà Vani sữa sữa đi ăn gà đấy.